đi sơn lại khu vực xung quanh đó. Hello cả nhà, bữa nay Nguyễn Văn Dẫn đi làm cả nhà ơi. Thật sự 4-5 tháng nay dịch bệnh khổ quá, không đi làm, không có tiền. Bữa nay Dẫn đi theo anh em ở chung dãy nhà trọ đi bốc giác nha cả nhà. Một hồi Dẫn sẽ quay cho cả nhà xem những cái công việc giống như Dẫn làm á, sẽ cho cả nhà xem nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ anh trai Nguyễn Văn Dẫn nha. Rồi cảm ơn cả nhà chuẩn bị theo dõi nha cả nhà ơi. Ngày đầu tiên Dẫn đi làm nha, đi làm ở công trình bốc giác, nói chung là công ty bốc giác nha cả nhà. Bốc giác cái đường gậy xe lửa nè, khổ sở lắm quý cả nhà ơi. Thời công nhân là vậy đó, khổ sở lắm quý vị ơi. Nói chung thì bữa nay là ngày đầu tiên cũng đi làm nhưng là vui lắm. Tới rồi, tới rồi. Quá trời sáng giờ quá trời mệt rồi. Bởi vậy đi làm khổ lắm cả nhà ơi. Thời gian không biết được. Lấy đồng tiền làm khổ lắm cả nhà ơi. Nó bảo lúc nào chứ không đợi. Sáng giờ là làm quá trời luôn, không có thời gian để quay cả nhà. Sáng giờ, hồi sáng giờ mình đi bốc giác trên mấy cái to công như nè cả nhà. Sáng giờ được gần 3 công rồi, 3 to rồi cả nhà. Mệt lắm, thật sự cả nhà thấy mồ hôi quá trời. Nói chung thì cuộc sống phải cố gắng thôi. Nói chung là vẫn vừa đi làm nhưng mà vẫn gán quay video. Mong cả nhà yêu thương đăng ký kênh ủng hộ cho em. Em cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Sáng giờ mệt quá, công việc thì tại em cũng chưa có quen nên em cũng gắng cố gắng cả nhà ơi, chứ đi làm bốc vác mệt quá. Cả nhà mong cả nhà yêu thương. Đăng ký kênh ủng hộ nha em nha cả nhà ơi. Em là đam mê YouTube lắm cả nhà, vừa đi làm mà vừa quay YouTube cho cả nhà coi á. Chỉ mong cả nhà yêu thương đăng ký ủng hộ, và khi nào em ra clip cả nhà ủng hộ em làm vui lắm em thật sự. Đồ đem theo đi làm cả nhà ơi, mệt lắm. Sáng giờ đi làm đó cả nhà ơi, làm 4 anh em. Thấy mình mấy vậy nè, bốc giác mà phải vậy thôi. Phải cố gắng mới thành công được, phải cố gắng là sẽ không thành công.
giờ đi qua bên cái công khác nha cả nhà. Giờ sáng giờ bóc được cũng được 2 công rồi. Mệt quá. Mỗi nguyên về làm công nha cả nhà. Rồi đây tới là làm công đó. Sáng giờ bóc được 2 công như vậy đó. Trời. Chào tạm biệt cả nhà nha. Đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ cho em trai Dũng nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà để đợi gia đình nha.